Rồi xin chào lại quý chị các bạn nha. Sáng nay thì em lại tiếp tục lên một dàn karaoke gia đình công sức lớn cho anh Ban ở thành phố Biên Hòa. Bây giờ em test sơ xong rồi sẽ bàn giao cho anh Ban nha. Thì cấu hình em đặt nó còn có những sản phẩm như sau. Trước tiên là một con đẩy xe 16-24 sò lớn, hai tăng phô lớn nha. Tiếp nữa một cặp micro của hãng Sua có mã là UG23. Tiếp nữa là một con đăng tiếng TD Aquatic. Đó. Rồi, ok, tiếp nữa là cái con Mixer cao cấp Yamaha M4 Blitz bản 2021. Rồi sau cùng là một con sub B3, 3 tấc sub điện nha. Loa thì bên nhà anh có rồi, anh không đặt loa. Em ghép vào cái loa nét sò, em test âm thanh cho anh nghe nha. Rồi bây giờ sẽ test con mixer này tới 100 chế độ, tùy anh em tùy chọn nha. Chế độ luôn nào anh em cảm thấy hài lòng mình hát. Em đang chọn chế độ 43. Vừa nghe em test xong ha. Rồi bây giờ thì bên em sẽ tiến hành đóng gói để chuyển đến cho anh Ban nha. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Anh chị em nào quan tâm đến những bộ sản phẩm bên Auto Tùng Nguyễn thì vui lòng liên hệ số điện thoại trước màn hình nha. Số điện thoại cũng là số hotline của bộ phận kỹ thuật cũng như bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho quý chị các bạn chúng ta hiểu chi tiết hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.